Hôm nay, Nightside sẽ hướng dẫn chúng ta cách tạo ảnh vẽ chân dung cực kỳ chất một cách thần tốc ngay trên PowerPoint để tạo nên những bài thuyết trình hay những intro vô cùng nghệ thuật và phá cách giống như slide với hơn 720 animation của mình ở đây. Cách đầu tiên, mọi người có thể dùng một trong ba hình khối vẽ đường cong, đường gấp khúc hoặc đường tự do của PowerPoint để vẽ lớp hình bao quanh từng bộ phận của chủ thể. Và học viên của Nightside cũng đã từng dùng phương pháp này để vẽ ảnh chân dung dành tặng tới giảng viên trong buổi tốt nghiệp của Nightside. Tuy nhiên, nó có nhược điểm quá lớn là tốn thời gian và phải là một người có tư duy tối giản hóa chi tiết thì mới có thể làm tốt được. Và mình sẽ bật mí cách thứ hai đảm bảo tính nhanh gọn, hiệu quả, đẹp mắt vốn là tiêu chí cũng như chất riêng của Nightside từ trước đến nay. Chúng ta sẽ chọn hình ảnh rồi vào Others trong Nightside 1 và chọn dòng cuối cùng. Với PowerPoint bình thường thì chúng ta sẽ mở tính năng này trong thanh Picture Format nhé. Trong bảng bên phải hiện ra, chúng ta sẽ nhấn vào mũi tên trỏ xuống và chọn hiệu ứng đầu tiên ở dòng cuối cùng. Ngay lập tức, hình ảnh sẽ biến thành một bức tranh vẽ vô cùng nghệ thuật và chúng ta có thể tự do thay đổi sắc thái bằng thanh trượt ở phía dưới. Càng tăng lên thì mức độ chi tiết của tranh vẽ sẽ càng nhiều. Ở đây, mình thấy mức số 2 là khá phù hợp. Và để dễ dàng sáng tạo với họa tiết, mình sẽ mở Recolor, chọn Set Transparent Color rồi nhấn vào màu xanh để xóa sạch nền của chủ thể. Và thành quả, chúng ta sẽ có ngay một slide thuyết trình, một ấn phẩm truyền thông mang đậm tính mỹ thuật và phá cách. Hơn thế nữa, nếu nền của hình ảnh phức tạp, chúng ta có thể tách nền chủ thể trước khi biến thành tranh vẽ. Cả nhà có thể xem video ứng dụng tính năng tách nền để thiết kế poster siêu ấn tượng tại nightside.vn/tạo-poster. Sau khi đã tách nền xong, chúng ta lại mở Others và thao tác giống như phần trước của video. Và mọi người vẫn có thể dùng Recolor để xóa đi những mảng màu không mong muốn ở trên tranh vẽ. Vậy là qua video này của Nightside, chúng ta có thể thấy rõ khi đã nắm được tư duy làm chủ tất cả tính năng của PowerPoint thì gần như chúng ta có thể sáng tạo mọi ấn phẩm, mọi hiệu ứng, mọi chuyển động mong muốn. Cùng tham gia khóa học PowerPoint online của Nightside để sở hữu miễn phí trọn đời Office 365 và bộ công cụ của Nightside, qua đó khai phá toàn bộ sức mạnh tuyệt vời của PowerPoint.